Bản tin tối ngày 24 tháng 1 Israel tuyên bố gia tăng áp lực tấn công các phần tử khủng bố Hamas Mỹ yêu cầu Trung Quốc giúp Iran hạn chế các cuộc tấn công ở Biển Đỏ Đức lần đầu cung cấp trực thăng vua biển cho Ukraine Hàn Quốc nói Triều Tiên bắn tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải Video cho thấy hàng chục ô tô đâm vào nhau trên cao tốc ở Quý Châu, Trung Quốc tình trạng gia hóa dân số ở Việt Nam, nhiều người 60 70 tuổi phải ra đường kiếm sống. Nguyễn Tươi xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị cùng theo dõi bản tin tối ngày 24 tháng 1 của Dekan. Mở đầu chương trình là diễn biến nóng về Trung Đông. Thưa quý vị, lực lượng phòng vệ Israel IDF báo cáo, Sư đoàn 98 đang tiếp tục cuộc tấn công quy mô lớn chống lại Hamas trong khu vực trại Khan Yunis ở miền nam Gaza. Trang tham sập Israel dẫn nguồn tin từ lực lượng này nói rằng quân đội Israel đang gia tăng áp lực lên Hamas, đồng thời loại bỏ nhiều nhóm khủng bố bằng hỏa lực bắn tỉa, pháo kích bằng xe tăng và không kích. Trong ngày qua 23 tháng 1, lữ đoàn biệt kích của IDF đã đột kích vào các địa điểm của Hamas trong trại Khan Yunis, chạm trán với nhiều đặc vụ, bao gồm cả các lực lượng đang lên kế hoạch bắn tên lửa chống tăng. Lữ đoàn Kivati của IDF đã chỉ đạo các cuộc không kích vào hai phòng giam của các tay súng Hamas. Lữ đoàn thiết giáp số 7 đã đột kích vào một số địa điểm của Hamas, nơi quân đội Israel tuyên bố tiêu diệt một số đặc vụ và thu giữ vũ khí do nhóm khủng bố sử dụng. Lữ đoàn lính dù đã tiêu diệt một số lượng lớn những kẻ khủng bố trong một loạt cuộc tấn công. Trong khi đó, ở trung tâm Gaza, lực lượng dự bị của lữ đoàn Jita của IDF đã phát hiện một tay súng Hamas đang quan sát quân đội Israel từ một tòa nhà. Ngay lập tức, những người lính đã pháo kích vào tòa nhà này, tiêu diệt đặc vụ của Hamas. Ở phía bắc Gaza, trung đoàn pháo binh số 215 của IDF đã chỉ đạo một số cuộc không kích, tiêu diệt nhiều kẻ khủng bố. Trước đó, một phương tiện truyền thông của Liban liên kết với nhóm khủng bố Hezbollah đưa tin. Israel đang tấn công các mục tiêu ở phía nam đất nước. Một phóng viên của Almana cho biết Israel đang pháo kích vào khu vực phía nam Nakoura. Không có bình luận ngay lập tức từ lực lượng phòng vệ Israel. Kể từ ngày 8 tháng 10 năm 2023, các lực lượng do Hezbollah dẫn đầu đã tấn công các cộng đồng và đồn quân sự của Israel dọc biên giới gần như hàng ngày bằng cách sử dụng tên lửa và máy bay không người lái. Các diễn biến vẫn đang được cập nhật tin tiếp theo. Ngày hôm nay, hãng tin Financial Times dẫn lời quan chức Mỹ cho biết, Mỹ đã yêu cầu Trung Quốc thúc giục Tehran kiềm chế phiến quân Houthi liên kết với Iran tấn công các tàu thương mại ở Biển Đỏ, nhưng nhận thấy rất ít dấu hiệu giúp đỡ từ chính quyền Bắc Kinh. Báo cáo cho biết, Mỹ đã nhiều lần nêu vấn đề này với các quan chức hàng đầu của Trung Quốc trong 3 tháng vừa qua. Tờ báo này cho biết Cố vấn an ninh quốc gia Tòa Bạch Ốc Jake Sullivan và cấp phó của ông John Finer đã thảo luận về vấn đề này trong các cuộc gặp vào tháng 1 tại Washington với ông Lưu Kiến Siêu, người đứng đầu Ban liên lạc quốc tế của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Báo cáo cũng cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng nêu vấn đề này với người đồng cấp Trung Quốc, đồng thời cho biết thêm, các quan chức Mỹ tin rằng có rất ít bằng chứng cho thấy Trung Quốc đã gây áp lực lên Iran để kiềm chế lực lượng Houthi. Ngoài tuyên bố nhẹ nhàng mà Bắc Kinh đưa ra vào tuần trước. Trước đó, cùng ngày 24 tháng 1, quân đội Mỹ đã tiến hành không kích ở Yemen, phá hủy hai tên lửa chống hạm của Houthis đang nhắm tới Biển Đỏ và chuẩn bị phóng. Trước đó hôm 22 tháng 1, các lực lượng của Mỹ và Anh đã thực hiện một loạt cuộc tấn công ở Yemen, nhắm vào một địa điểm lưu trữ dưới lòng đất của Houthi cũng như các khả năng giám sát và tên lửa được nhóm liên kết với Iran sử dụng để chống lại hoạt động vận chuyển trên Biển Đỏ. Các cuộc tấn công của Houthi đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển toàn cầu và làm dấy lên lo ngại về lạm phát toàn cầu. Đồng thời, cũng làm tăng thêm mối lo ngại rằng hậu quả từ cuộc chiến Israel-Hamas có thể gây bất ổn ở Trung Đông. Chuyển đến phần tin tức liên quan đến tình hình Đông Âu. Sau cuộc họp của đại diện các nước hỗ trợ Ukraine vào ngày 23 tháng 1, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã thông báo nước này sẽ chuyển cho Ukraine 6 trực thăng đa nhiệm Sea King MK-41 mà Berlin đã loại biên. Bộ trưởng Pistorius nói Sea King đã cho thấy năng lực đáng tin cậy, có thể giúp Ukraine trong nhiều lĩnh vực, từ trinh sát ở Biển Đen đến vận chuyển binh sĩ. Đây là lần đầu tiên Đức chuyển trực thăng loại này cho Ukraine. Tuy nhiên, ông không nêu cụ thể thời điểm Đức sẽ chuyển giao các trực thăng này cho chính quyền Kyiv. Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho rằng phòng không vẫn là ưu tiên hàng đầu để bảo vệ người dân và cơ sở hạ tầng của Ukraine. Ông cũng kêu gọi Ukraine và các đồng minh đối tác tăng cường sản xuất quốc phòng. Đức là một trong những quốc gia viện trợ lớn cho Ukraine kể từ khi Nga tiến đánh nước này vào tháng 2 năm 2022. Theo Bộ Quốc phòng Đức, sau gần 2 năm, viện trợ quân sự của Berlin dành cho Kyiv đã lên khoảng 6 tỷ euro. Trong bối cảnh nguồn viện trợ chính từ Mỹ chậm lại, các đồng minh phương Tây đang tìm cách duy trì hoặc tăng cường hỗ trợ cho Ukraine. Tại cuộc họp của nhóm hơn 50 nước hỗ trợ Ukraine vào ngày 23 tháng 1 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã nhấn mạnh an ninh cộng đồng quốc tế đang bị đe dọa trong cuộc chiến của Ukraine. Tôi quyết tâm hơn bao giờ hết trong phối hợp với các đồng minh và đối tác để hỗ trợ Ukraine. Trước đó, Phó Thư ký báo chí ngũ sắc đài Sabrina Singh đã cho biết, cơ quan này đã cạn kiệt ngân sách để hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Bà Shing nói, mặc dù hiện tại Mỹ không thể cung cấp hỗ trợ an ninh cho Ukraine, nhưng các đối tác của chúng tôi vẫn tiếp tục làm điều đó. Chuyển đến eo biển Đài Loan Quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên vào sáng nay 24 tháng 1 đã tiến hành phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải. Hãng thông tấn Junhap dẫn thông cáo từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc JSC viết rằng phía Triều Tiên đã thực hiện vụ phóng tên lửa vào lúc 7 giờ sáng ngày 24 tháng 1 theo giờ địa phương. Tuy nhiên, thông cáo này không nêu thêm chi tiết về vụ phóng cũng như những loại tên lửa được Bình Nhưỡng sử dụng. Thông cáo viết, trong khi tăng cường giám sát và cảnh giác, quân đội Hàn Quốc phối hợp chặt chẽ với phía Mỹ để theo dõi dấu hiệu về các hành động khiêu khích bổ sung của Triều Tiên. Chính quyền Triều Tiên cho tới nay vẫn chưa có phản hồi về tuyên bố của JSC. Theo hãng tin Yonhap, động thái này của Triều Tiên đánh dấu lần đầu tiên nước này cho phóng tên lửa hành trình kể từ tháng 9 năm ngoái và diễn ra 10 ngày sau khi Bình Nhưỡng thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung nhiên liệu rắn mang theo đầu đạn siêu vượt âm. Tiếp theo là một tin nóng tại Trung Quốc. Ngày hôm nay 24 tháng 1, hãng tin Tân Đường Nhân đưa tin. Một vụ tai nạn ô tô liên hoàn đã xảy ra trên một đoạn đường cao tốc ở Quý Châu của Trung Quốc. Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy vào ngày 22 tháng 1, trên một đoạn đường cao tốc ở Đồng Nhân, Quý Châu, đã xảy ra các vụ va chạm thảm khốc. Hết xe này đến xe khác mất lái, điên cuồng lao về phía trước, khiến toàn bộ tuyến đường bị ùn tắc. Có rất nhiều người đang thận trọng đi bên lề đường, bám chặt vào hàng rào, có lẽ là những người vừa thoát khỏi chiếc xe bị tông bất lực nhìn rất nhiều phương tiện từ phía sau lao thẳng vào mình. Đoạn phim cho thấy nhiều phương tiện bị biến dạng nặng nề sau vụ va chạm. Mảnh vỡ ô tô và kính vương vãi khắp nơi, tài xế và hành khách hoảng loạn treo ra khỏi xe. Nhiều người đã phải đứng trên các phương tiện bị tông hoặc đứng ở ven đường để chờ cứu trợ. Một tài xế đi ngang qua cho biết vụ tai nạn xảy ra khi anh đang xuống dốc cầu. Tuyết rơi rất dày, làn bên trái thông thoáng nhưng làn bên phải phủ đầy tuyết. Một số xe phía trước đã bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn và chắc chắn phía sau cũng không thể dừng lại. Nhân viên bệnh viện tiếp nhận ở địa phương cho biết, nhiều người bị thương đã được đưa đến bệnh viện, chủ yếu được điều trị tại khoa chỉnh hình. Vào ngày 23 tháng 1, cảnh sát giao thông đồng nhân cho biết, đoạn đường xảy ra vụ tai nạn đã được xử lý và việc kiểm soát giao thông tạm thời được thực hiện trên đường cao tốc liên quan do điều kiện thời tiết. Gần đây, các tỉnh Vân Nam, Quý Châu, Trùng Khánh, Hồ Nam Quảng Tây, Giang Tây và các nơi khác ở phía Nam Trung Quốc đã chứng kiến tuyết rơi trên diện rộng, dễ gây ra tai nạn giao thông. Hiện giới chức địa phương vẫn chưa thông báo có ai thiệt mạng trong vụ tai nạn ô tô này hay không. Tiếp theo chương trình là phần tin tại Việt Nam. Thưa quý vị, từ năm 2011, Việt Nam đã chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số. Một trong những vấn đề cần quan tâm hiện nay là chăm sóc sức khỏe và kéo dài tuổi thọ cho người cao tuổi. Theo ông Phạm Tránh Trung, tri cục trưởng tri cục dân số kế hoạch hóa gia đình thành phố Hồ Chí Minh, vấn đề già hóa dân số ở Việt Nam diễn ra với tốc độ rất nhanh. Việt Nam là một trong các quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Trong 3 thập niên từ năm 1979 đến năm 2009, số người trên 60 tuổi tăng 0,06% trên một năm. Trong khi chỉ riêng hai năm 2019-2021, dân số Việt Nam tăng thêm 2,07 triệu người. Cùng lúc số người trên 60 tuổi cũng tăng thêm 1,7 triệu người, trung bình tăng 0,5%. Theo số liệu thu thập từ cơ sở dữ liệu dân cư của Bộ Công an tính đến hết ngày 9 tháng 2 năm 2022, số người trên 60 tuổi của nước ta là 16 triệu 179.824 người. Thời gian chuyển đổi từ già hóa dân số sang dân số già tại Việt Nam ngắn hơn nhiều quốc gia trên thế giới. Dự báo năm 2036, Việt Nam sẽ có dân số già và năm 2069, dân số sẽ rất già. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, số người cao tuổi đang tăng rất nhanh về số lượng, bắt đầu tăng từ năm 2017. Theo số liệu thu thập từ cơ sở dữ liệu dân cư của Bộ Công an, tính đến hết ngày 1 tháng 12 năm 2023, thành phố Hồ Chí Minh có hơn 1 triệu 300 nghìn người trên 60 tuổi, chiếm tỷ lệ 12,24% trên tổng số dân ông Lê Văn Thành, Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố, nêu thực trạng. Một điều đau buồn hiện nay là còn nhiều người 60-70 tuổi phải ra đường buôn bán. Đa số người cao tuổi nhận mức lương hưu thấp. Tỷ lệ người cao tuổi không được hưởng bảo hiểm xã hội, không được nhận trợ giúp xã hội còn cao và có xu thế tăng dần. Cũng theo ông Thành, hiện nay loại hình chăm sóc người cao tuổi tại gia đình chiếm 99,5%. Tuy nhiên, nguồn lực chăm sóc của gia đình có chiều hướng suy giảm. Do vậy, trách nhiệm chăm sóc người cao tuổi từ gia đình sẽ chuyển dần sang xã hội. Ông Thành cho rằng, với tốc độ già hóa nhanh như hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh cần có một chương trình hành động cụ thể. Thưa quý vị, bản tin tối của DKN xin được kết thúc tại đây. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những video mới nhất của chúng tôi. Mọi đóng góp và nguyện vọng hợp tác xin gửi tới hộp thư contacta.dkn.tv trân trọng cảm ơn sự quan tâm và đồng hành của quý vị xin thân ái chào tạm biệt